sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý trong trường hợp khóa bị hết pin hoặc là mất nguồn. Thì mọi người sẽ mở cái nắp ổ cơ ở đây, thì thao tác đó, mọi người sẽ giữ ở cái vị trí này trên cái khóa này, mọi người giật cái tay cầm này ra, thì mọi người sẽ giật cái này ra như thế này. Mọi người có thể tùy cái tay vào đây ngay chỗ này, rồi mọi người kéo cái này ra, mọi người sẽ thấy nó có cái độ này hồi nè. Thì mọi người giật cái này ra, sau khi mà mọi người giật ra nảy ra như thế này rồi thì mọi người sẽ xoay đây, mọi người sẽ thấy là khi xoay được như thế này và xoay ngang như thế này. Đây lưới mình làm lại lần nữa nha. Thì như thế này mình sẽ tùy cái tay lên ngay chỗ cái nắp này để tránh mình đè lên trên cái màn hình nó ảnh hưởng đó. Thì mình sẽ tùy cái tay lên đây nè, rồi mọi người giật ra đây, nó sẽ xoay như thế này. Sau khi mà mọi người đã xoay ngang được rồi thì mọi người sẽ mở cái nắp ở đây. Mình xoay cái nắp qua như này. Rồi lúc này ở đây nó sẽ có hai vị trí, một là mọi người cắm chỉ có cơ vào và mọi người sử dụng, hai là mọi người sẽ kích nguồn, tức là mình sẽ ghim cái sạc dự phòng của điện thoại rồi đó. Mọi người ghim vào đây để cho khóa lên nguồn. Sau khi khóa lên nguồn thì mình có thể nhập mật khẩu hoặc là dùng thẻ từ hay là ngón tay gì đó để mọi người mở. Trong trường hợp nếu mọi người sử dụng chìa khóa cơ thì mọi người sẽ cắm chìa khóa vào. Lưu ý là cắm sâu hết cái chìa nha. Sau đó thì mọi người sẽ mở như này. Thì mọi người lưu ý là khi mà mọi người vặn á, là mọi người vặn một vòng như thế này thì nó sẽ vô được cái chốt ở đây thôi. Tuy nhiên khi mọi người thả tay ra thì nó vẫn còn cái chốt ở đây, nên khi mọi người dùng chìa khóa cơ, mọi người sẽ phải vặn giữ hết cái chìa khóa cơ như này. Mình giữ hết chìa khóa cơ để cho cái lưỡi gàn này nó thu hết vào, thì lúc này mọi người đẩy cửa vào. Chứ nếu mà mọi người để như thế này á, mà mọi người xô cửa vào thì nó kẹt cái chỗ này lại. Nên mình lưu ý mình vặn hết cỡ như này, rồi mình đẩy cửa vào. Rồi sau khi vào được nhà rồi thì mọi người có thể chỉnh lại cái phần này. Rồi mọi người xoay lại thôi. Rồi mọi người lưu ý nha, để đảm bảo là mọi người thử cái chỗ này trước rồi mới xoay nha.